Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì hôm nay em Trường lại lên sóng cho quý anh chị một mẫu xe crossover cực kỳ là hot luôn trong cái dịp Tết đến xuân đang về, với một mức giá vô cùng yêu thương. Đó chính là chiếc Honda CR-V sản xuất và đăng ký 2019, một chủ cá nhân, biển gốc tỉnh quý anh chị nhé. Đây là bản L, bản cao cấp nhất. Thì chiếc xe này có rất nhiều cái điểm hay ho, thì ngay sau đây em xin mời quý chị cùng em Trường trải nghiệm thực tế chiếc xe này qua 3 năm sử dụng thì tình trạng của xe còn đang ở mức độ như thế nào. Đó, thì chiếc xe này mới về, mới cập bến tại Auto Em khoảng 5 phút và em chỉ cho gọi là xịt qua nước lã và quay ngay clip để phục vụ quý chị. Và ngay sau clip này em sẽ cho đi spa, đánh bóng và dọn dẹp lại xe. Đó, và một chiếc xe rất là hot, thế nên là em quay luôn. Xe thì khoác lên mình màu đen, đó, một trong cái màu chủ đạo rất là hot đối với dòng Honda CR-V. Và theo cảm quan đánh giá của em Trường thì chiếc xe này có tỷ lệ sơn zin lên đến 95% quý chị anh nhé. Đó, một tỷ lệ sơn rất rất cao, xe mới chỉ lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi, 3,1 vạn km full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Đó, rất rất mới đúng quý anh chị, xe đi rất ít. Đây thì những xe thì có những cái điểm xước sát nho nhỏ này, thì ngay sau chút nữa thì em sẽ cho đi spa tỉa tót lại xe. Đó, thì xe đang qua sử dụng thì những cái điểm đó, xước sát răm thì cũng sẽ không tránh khỏi đâu quý anh chị ạ. Quan trọng là cái chất xe của mình. Đó, đây em sẽ quay từng chi tiết nhỏ nhất để gửi tới quý anh chị nhé. Này, cái phần, các cái phần na răng này của xe còn rất rất mới luôn. Đó, lốp láp của xe còn rất là dày luôn quý chị nhé. CR-V này thì bản, đối với dòng Honda CR-V này thì đi cực kỳ là đầm chắc. Đó. Về cái form dáng của xe thì form mới này thì em đánh giá trông xe nó rất là bề thế, rất là trường xe luôn. Chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, trong những cái mẫu crossover thì chiếc xe này đem lại cho người ta cảm giác lái rất là tốt, rất là thích luôn. Đó. Đấy. Đây, nhìn xe mộc đây quý anh chị ạ. Đấy, những cái vết nhựa, vết những cái vết này thì bọn em sẽ phải cho spa đánh bóng toàn bộ lại xe thì nó mới trông, nó mới long lanh lên được. Đó, thì em quay mộc để quý anh chị có thể đánh giá. Thì xem mà tình trạng xe mà chủ về đến cửa hàng thì tình trạng xe mộc nó đang ở mức độ như thế nào nhé. La răng của xe này siêu mới luôn quý chị ơi. Đó, cực kỳ đẹp luôn chiếc này. Thì em quay trong nhà thế nên là nó cũng hơi chật, cũng hơi bất tiện một chút, có gì quý chị thông cảm giúp em. Đó, cái form dáng, cái bản đèn sau trông rất là hầm hố luôn đúng quý chị. Đó, đấy, quay phần cốp này. Khoang cốp thì cực kỳ là rộng rãi. Và đặc biệt chiếc xe này quý chị nhá, hai hàng ghế sau gần như là không ngồi tới luôn, vẫn còn lớp nylon, rất rất mới luôn ạ. Đó, đây, khoang cốp để đồ thì tha hồ rộng rãi luôn. Cốp điện, ngoại thất của xe thì cực kỳ là đẹp. Và chủ đi, theo đánh giá của em thì chủ cũ của xe rất gìn giữ xe luôn, rất yêu xe. Đó, nó mới được cái chất lượng như thế này. Các cái điểm nối gờ giữa ba đờ sốc vẫn còn rất là đều và khít luôn. Cụm đèn full led này cực kỳ là sáng, phần đầu và phần đuôi của xe tạo lên những cái điểm nhấn vô cùng đặc biệt luôn. Trông xe rất là trường, xe khỏe. Phần đầu hầm hố, rộng rãi thoải mái. Và đặc biệt là vận hành thì cực kỳ là êm ái luôn. Đó, đây, em sẽ quay bên trong phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây, quý chị có thể nhìn thấy này, các cái phím bấm trên mặt táp ly cửa vẫn còn rất rất mới luôn.
Đó. Đây. Và vị trí đây. Đó. Còn siêu mới luôn. Hay là các cái hàng ghế. Xe chưa qua dọn dẹp. Chưa đánh bóng, chưa spa một chút nào luôn. Đấy. Cực mới luôn quý chị nhá. Về độ chất lượng của xe thì khỏi phải bàn luôn. 2019 chạy 3 vạn. Full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Điển tình quý chị nhá. Trên vô lăng thì còn nguyên mùi phấn luôn. Nguyên phấn. Mở cửa ra xe này nói thật với quý anh chị vẫn còn mùi mùi xe mới. Vì chủ đi rất là giữ gìn luôn. Đây em sẽ lổ. Máy quý anh chị có thể nghe nhé. Rất là êm luôn. Đó. Ba phẩy một 31.000 km đó, km di nguyên. Những chiếc xe, tất cả những chiếc xe ở bên em bán ra đều cam kết là km di nguyên quý chị nhá. Đó, bên em thì không bán hàng không tua km, nói thẳng luôn để quý chị cho đỡ mất công mất việc. Đây hàng ghế sau đây cực kỳ mới luôn, rất là rộng rãi thoải mái. Điều hòa này, khoảng cách ngồi rất là thoải mái luôn quý chị nhé. Em lại sâu lên cho quý chị ở các cái góc máy này sẽ nhìn thấy rõ hơn toàn cảnh cái cabin của xe. Còn rất mới luôn, cần số này cực mới luôn đúng quý anh chị. Gương này, cửa sổ trời này, cửa sổ trời toàn cảnh đó. Khoang ngồi về cái độ rộng của CLV thì khỏi phải bàn rồi đó. Cực kỳ đẹp đúng quý anh chị. Nội ngoại thất như chiếc xe này trên thang điểm 10 thì em chấm chiếc này phải 9,5. Đó. Còn quý anh chị chấm điểm bao nhiêu thì em rất mong quý anh chị có thể qua xem và đánh giá trực tiếp. Đó. Và em sẽ quay một qua cái về phần khoang máy của xe để quý anh chị có thể đánh giá hơn nhé. Đây. Máy móc bọn em cũng chưa dọn dẹp luôn. Đó. Các cái con ốc này vẫn còn rất là zin quý chị nhá. Phẩy sơn của hãng vẫn còn zin nguyên theo. Máy móc thì nghe rất là êm tai. Thì đối với chiếc Honda CR-V này, bên Auto 88 đang chào bán với mức giá chỉ với 960 triệu đồng. Và giá trên vẫn còn thương lượng được quý anh chị nhé. Quý anh chị nào đang quan tâm tới dòng xe, chiếc xe này thì hãy nhanh tay alo cho em số điện thoại em đã để phía bên dưới màn hình 0926 74 33 33 để em chiều có thể tư vấn và hỗ trợ anh chị và đặc biệt báo anh chị một mức giá tốt hơn nữa. Đó. Thì những chiếc xe bên em bán ra đều cam kết tới khách hàng xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, hồ sơ pháp lý chuẩn. Đó, km di nguyên. Quý anh chị nào quan tâm thì hãy nhanh tay alo ngay cho em nhé. Rồi thì cuối cùng em xin được kính chúc quý chị một ngày làm việc thật là hiệu quả, có thật nhiều niềm vui. Đó, và bớt chút thời gian qua bên em xem và trải nghiệm đánh giá thực tế những chiếc xe mà anh chị đang quan tâm ạ. Và cuối cùng em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo.